Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay thì tựa game Identity File vừa cập nhật ở cả hai bản luôn, đó là bản quốc tế và ở bản Trung Quốc. Thì mình vào xem thì hôm nay được cho miễn phí cô người mù này. Cô này thì có một cái gậy cầm, có mình theo mình biết là khả năng của cô này là đập một phát xong là có thể biết được tất cả vị trí cả hunter nữa các bạn. Con này thì cũng khá lợi hại đấy. Được rồi, mình sẽ vào test luôn một trận cho các bạn xem nhé. Nhìn thì trông cũng khá là đẹp đấy. Rồi chúng ta sẽ vào test luôn. Rồi gì đây? Rồi. Rồi chắc chắn sẽ là cô gái mù rồi. Trận này mình để tiếng game to lên một tí cho nó có cảm giác mình đợi, với lại là để gọi là giảm bớt cái tiếng ồn ở bên ngoài đi. Đấy, tiếng to thêm một xíu nữa. Rồi. Đấy, chắc là đủ to rồi nha. Mình nhỏ lại một tí nha. Rồi, chắc là vừa rồi. Các bạn nào thấy to quá thì giảm âm lượng lại một chút nhé. Ok. Rồi chúng ta sẽ đợi vào trận. Mình nhớ là mình từng chơi cô gái mù này một lần rồi. Rồi một lần nó cho miễn phí. Vào chơi mình cứ thấy nó tối tối, mình cứ tưởng là map mới. Ai dè con này nó bị mù các bạn. Tận hồi xưa. Hồi đấy mình chơi xong mình mới biết đấy các bạn. Chứ không mình cũng chả biết đâu. Rồi chúng ta đã vào trận. À đó, vào chờ chứ. Cứ quen nó là vào trận. Rồi. Vâng. Trận này chúng ta có gì nào? Vâng, tận 3 cô gái mù ạ. Chắc là đang cho trận. Ui, 4 cô gái mù ạ. Vâng, rất là đẹp đấy. Không biết không đi bạn. Rồi. Trận này chúng ta có duyên lại gặp nhau 4 cô gái mù. Ôi, bốn mạng đi bạn ơi. Bây giờ bốn mạng cho nó hết. Chỗ này cũng có chát không nhỉ? Có chát sàn phá ghế rồi các bạn ạ. Rất là nhanh. Tiếng ngoài hơi ồn thì mong các bạn thông cảm một chút nhé. Mình không thể nào mà kiểu ngoài đường ồn quá. Rồi. Vâng, chúng ta đã vào trận rồi. Một cô gái người mù khiếp. Nhìn cái map này mình chả thấy gì luôn. Ui mẹ. Trận này đối đầu với The Ripper các bạn. Lại là cả tàn hình gặp cô gái mù các bạn ạ. Rồi chúng ta sửa máy rồi. Nhanh. Chuyện này thì có coordinator. Sửa cho mình nhanh bạn ơi. Sửa nhanh các bạn. Cô gái mù gặp kẻ tàn hình. Thật sự đây là một mối nhân duyên nào đấy. Mù mà gặp tàn hình thì nó thật các bạn là vô dụng nhé. Màn hình cũng thế thôi, vì đơn giản mình cũng không thấy gì nữa. Để xem cái này. Ui, mới vào một bạn đã bị đập rồi các bạn. Rất là khó khăn rồi. Rồi, thôi đi theo bạn này đi. Ui, thôi tới rồi các bạn ạ. À. Từ, bạn ơi mình chả thấy cái này gì. Nó đi ra đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
Các bạn kia rồi, các bạn này có
bấm máy hả ta? Bạn đang đi cứu người à? À, bạn ấy đang nấp đấy, sợ rồi. Thôi thì đi qua đường kia đi bạn. Thôi đi đường kia đi, đi đường, đường kia thôi. Đợi xíu nha bạn, mình chúng ta sẽ nên xem thử xem cách họ chúng ta nên xem. Chạy nhanh đi bạn ơi. Rồi, chắc là mình bắt đi rồi. Chạy luôn. Cẩn thận một chút nhé. Nhưng khi như vậy chúng ta không thể không thấy đường được ạ. Chúng ta không thể thấy được Hunter từ xa. Khi mà chúng ta có một tầm nhìn bị che khuất đến như vậy. Chỉ khi nào chúng ta cầm gậy và tự tin như vậy thì chúng ta mới có được thôi. Nói chung thì con này mình thấy là cái gì thì cũng rất là đáng mua đấy. Nhưng mà chủ yếu là các bạn nên chơi một cách cẩn thận hơn. Gọi là nào nhỉ? Và chúng ta nên tinh ý và có chút gì đấy gọi là thận trọng. Tại vì chơi con này chúng ta không thể thấy được đường đi bước của Hunter, rất là khó. Rồi, đã vào trận rồi. Trận này mình sẽ tiếp tục chơi cô gái mù. Có trang phục rất là đẹp nhé. Rồi, mình sẽ xả đò bích phá ghế để xem sao nó chọn để chạy không. Ủa, có con gì bên này này, cho mẹ thế. Anh ta đã đồng ý rồi. Đi cho bạn ơi. Rồi xong, đã vào trận rồi. Rồi, trận này xem như thế nào đấy các bạn nhỉ? Chả biết nữa. Trận này khó quá. Mới có khó nhằn như trận nãy không? Trận nãy Hunter lại chơi cam các bạn. Rất là khó chịu nhá. Nếu mà mình cầm con Magician ấy thì mình sẽ cứu được. Nhưng mà chơi cái con mù này mình là không thấy đường rồi mà con. Đi cứu người này thì thôi mình cũng thua luôn. Vâng, chúng ta đàn gọi là đi thế nào đây? Nó đang đến gần các bạn, đang đến gần các bạn ạ. Mẹ cứ chơi đâu. Nó đang đến gần thật các bạn. Đi mình sẽ đợi. Nó đang đến gần. Kinh quá. Ui. Con người đường thật thành không biết cười luôn á. Ui mẹ kinh quá. Mọi người đang sợ máy này nè. À nó chạy con chó, chạy nó mang bị chạy con chó các bạn. Thôi chẳng hợp sợ sợ nữa. Thank you.
các bạn nhé.
bạn rồi. Đấy, bạn kia nói thôi. Anh tớ nó bị ná, bạn đứng đây làm chó thì không. Đây rồi. Mình có sao đây. Rồi. À, mấy bạn này thoát ra đúng rồi. Khá là hay đấy. À, mình sẽ cho mỗi bạn một like. Các bạn này chơi các bạn khá hay. Cho một like ủng hộ cho Hunter cùng sẽ đánh hơn. Rồi. Xong. Nói chung thì trải nghiệm Hunter của trải nghiệm cô gái mù của mình đấy là cũng khá là thú vị đấy. Cảm giác nói chung là sẽ có cảm giác chơi có vẻ hay hơn so với những loại gỗ khác. Tại vì mình mù đường rồi còn gặp những cảm giác nó rất là lôi cuốn. Mình không biết tự tạ thế nào nhưng mà các bạn hay nó tối tối mà mình thấy rất là lôi cuốn. Chỉ là gì mà ra cái gì hay ho một tí. Rồi. Gì nhỉ. Rồi. Được thôi. Cái gì đấy? À, rủ vào chơi cùng mà. Ờ, thôi thế thì chơi mình chơi luôn một ván hả nhỉ? Ờ, cũng được. Thôi kệ, dù sao cũng đang rảnh. Thôi kệ, các bạn rủ vào chơi thì mình cũng chơi luôn. Đâu có gì phải xoắn đâu nhỉ? Kệ, vào chơi thêm trận nữa. Trận này chơi con gì nhỉ? Ơi, mới ra con mới rồi các bạn ạ. Mới ra con mới. Đấy, các bạn thấy trông có vẻ chàng có bồi. Không biết là dùng cái gì đấy. Mình cập nhật mới khá là tốt đấy. Đấy, có chỉ có một con mới thôi. Hunter thì vẫn giữ như con này thôi. Này không biết là có bao nhiêu tiền nhỉ? 4k rưỡi hả các bạn. Thôi chúng ta sẽ cố gắng cày cút. Cố gắng mua con nữ này trong thời gian sớm nhất nha các bạn. Ui, bạn ấy thoát ra rồi à? Thế thôi. Thôi, cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Mình xin dừng clip tại đây. Các bạn, nếu các bạn thấy hay thì nhớ like, share và subscribe. Nhớ nhấn chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất của mình nhé. Cảm ơn các bạn. Bye bye.